Thông tin từ Ban Quản trị Tổ đình Hộ Pháp cho biết, Đại Đức Thích Nhuận Đức đã nhận thức được lỗi lầm của mình và một lần nữa có thư sám hối và xin lỗi, trong khi đang chịu kỷ luật của giáo hội vì các phát ngôn, nội dung thuyết giảng sai với tôn chỉ, giáo lý, giáo luật Phật giáo, đồng thời vi phạm các quy tắc thuyết giảng của Ban Hoằng Pháp Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và giáo hội. Đại Đức Thích Nhuận Đức thể hiện thái độ sám hối và cầu thị một cách chân thành, mong được tha thứ và hứa sẽ không tái phạm. Ông đã chủ động gỡ bỏ những bài thuyết giảng có nội dung nhạy cảm từ lâu và công khai nhận lỗi. Tuy nhiên, sự việc này cũng nhắc nhở rằng việc giám sát và kiểm soát các nội dung thuyết giảng của các nhà sư cần được thực hiện chặt chẽ hơn để tránh tái diễn những sự việc tương tự. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Đại Đức Thích Nhuận Đức gỡ video thuyết giảng có nội dung nhạy cảm trên trang cá nhân. Theo báo Giác Ngộ, gần đây, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nhận được thư sám hối và xin lỗi của Đại Đức Thích Nhuận Đức, người cư trú tại Tổ đình Hộ Pháp thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong thư này, Đại Đức Thích Nhuận Đức thừa nhận đã có những lời lẽ khiếm nhã và xúc phạm đồng bào Khmer trong một video ghi hình năm 2023. Đại Đức viết, trong năm 2023, trong buổi nói chuyện vui với Phật tử và vô tình con có lời xúc phạm đến người dân tộc Khmer, ngày 26 tháng 6 năm 2024, ông đã gửi thư sám hối và xin lỗi tới Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Chư Tôn Đức Lãnh đạo Phật giáo Nam Tông Khmer, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đồng bào Khmer. Đại Đức Thích Nhuận Đức đã bày tỏ, nay con thành thật xin sám hối quý ngài, kính mong quý ngài từ bi hỷ xả, bỏ qua cho con những chuyện cũ và xin lỗi tất cả đồng bào dân tộc Khmer. Và bắt đầu kể từ hôm nay, con không tái phạm nữa. Những bài giảng mang tính nhạy cảm, con đều đã gỡ xuống hết từ lâu trong trang cá nhân của chùa sau ngày 4 tháng 6 năm 2024 mà Trung ương Giáo hội đã kỷ luật con. Đồng thời, con xin sám hối những bài giảng mang tính nhạy cảm mà đã xảy ra có trước ngày 4 tháng 6 năm 2024. Ông cũng mong được Chư Tôn Đức Lãnh đạo Giáo hội, Lãnh đạo Phật giáo Nam Tông Khmer và đồng bào Khmer mở rộng lòng thương cho con được ghi đôi dòng xin sám hối và xin lỗi đến tất cả người đồng bào dân tộc Khmer. Hòa Thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, ngày 26 tháng 6 năm 2024, ông đã nhận được phản ánh từ Thượng tọa Quách Thành Sát Tha, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhà, đặc trách hệ phái Nam Tông Khmer qua tin nhắn điện thoại. Phản ánh này cho biết, dư luận phản ứng trước những lời khiếm nhã được cho là xúc phạm dân tộc Khmer của Đại Đức Thích Nhuận Đức. Hòa Thượng Thích Huệ Trí đã cho xác minh và được biết nội dung phản ánh nằm trong một video cũ từ năm 2023. Trong video này, Đại Đức Thích Nhuận Đức đã có những lời lẽ, thái độ khiếm nhã, bỡn cợt trong việc kể chuyện, gọi tên bà con Khmer đến chùa hộ pháp. Ngay trong ngày, Hòa Thượng đã yêu cầu Chư Tôn Đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh xem xét trực tiếp trao đổi với Ban Quản trị Tổ đình Hộ Pháp về vấn đề này. Mặc dù những video thuyết giảng có nội dung nhạy cảm đã được Đại Đức Thích Nhuận Đức gỡ xuống từ lâu, nhưng dư âm của chúng vẫn còn đọng lại trong tâm trí của nhiều người. Những câu chuyện và những lời bình luận thiếu tế nhị về nữ Phật tử cũng như việc cúng dường đã vi phạm nghiêm trọng tôn chỉ và giáo lý của Phật giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn để giám sát và đào tạo các nhà sư, đảm bảo rằng họ tuân thủ đúng tôn chỉ và giáo lý của Phật giáo. Cần phải có những quy định rõ ràng và nghiêm khắc về phát ngôn và hành động của các nhà sư để tránh những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai. Giáo hội cũng cần phải làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng và cộng đồng để duy trì sự trang nghiêm và uy tín của Phật giáo. Trong thời gian tới, giáo hội cần phải đẩy mạnh công tác giáo dục và đào tạo, nâng cao nhận thức của các nhà sư về trách nhiệm và đạo đức trong việc giảng dạy và truyền bá giáo lý Phật giáo. Cần phải có những chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng giao tiếp và thuyết giảng, đảm bảo rằng các nhà sư có thể truyền đạt giáo lý một cách chính xác và phù hợp, không gây phản cảm và tổn thương cho người nghe. Ngoài ra, giáo hội cũng cần phải tăng cường công tác giám sát và kiểm tra, đảm bảo rằng các nhà sư tuân thủ đúng quy định và tôn chỉ của Phật giáo. Chỉ khi chúng ta luôn giữ gìn sự trang nghiêm và uy tín của tôn giáo, chúng ta mới có thể duy trì được niềm tin và sự tôn kính đối với Phật giáo. Và chỉ khi đó, chúng ta mới có thể xây dựng một cộng đồng Phật giáo vững mạnh, đoàn kết và tràn đầy lòng từ bi hỷ xả như đúng tôn chỉ của Đạo Phật. Đại Đức Thích Nhuận Đức đã có những phát ngôn làm ảnh hưởng uy tín Phật giáo. Đại Đức Thích Nhuận Đức đã gây ra một làn sóng dư luận mạnh mẽ khi những phát ngôn của ông trong năm 2023 bị cho là xúc phạm đồng bào Khmer trong một buổi nói chuyện với Phật tử.
Trong thư sám hối gửi đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông đã thừa nhận và xin lỗi về những lời nói không đúng mực của mình. Nay, con thành thật xin sám hối quý ngài, kính mong quý ngài từ bi hỷ xả, bỏ qua cho con những chuyện cũ và xin lỗi tất cả đồng bào dân tộc Khmer. Và bắt đầu kể từ hôm nay, con không tái phạm nữa. Ông viết, sự việc này đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ công chúng và giới Phật tử, đặt ra nhiều câu hỏi về thái độ và trách nhiệm của các nhà sư trong việc giữ gìn hình ảnh và uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các phát ngôn của Đại Đức Thích Nhuận Đức đã gây tranh cãi và bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt. Một trong những ví dụ điển hình là video lan truyền trên mạng xã hội. Trong đó, ông kể chuyện một nữ Phật tử bị chim chui vào ống quần với lời lẽ hồn nhiên nhưng bị đánh giá là thô tục. Ông kể, Nhuận Đức thấy cảnh này mà Nhuận Đức cười muốn chết luôn quý vị. Mấy bà lễ Phật xong, mấy bà mỏi chân, mấy bà bận quần ống rộng mà Nhuận Đức thấy rõ ràng luôn. Lúc thả chim á quý vị, con chim chui vô ống quần bà. Đây là Nhuận Đức thấy rõ ràng, 100% hai con chim chui vô. Không chỉ dừng lại ở đó, ông còn kể thêm, Chèn ơi, bà lấy tay bà vịn đuôi lại, chứ không con chim nó cứ chui lên hoài. Chui lên tới chỗ đó, nó mổ chết mổ luôn. Câu chuyện này đã khiến cả hội trường cười ồ nhưng cũng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Những phát ngôn và hành động này đã gây ra sự tổn thương không nhỏ đối với người nghe trực tiếp và làm mất niềm tin của xã hội vào Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những bình luận không tế nhị về việc cúng dường và đối xử với Phật tử cũng cho thấy một phần sự lệch lạc trong cách nhìn nhận và truyền đạt giáo lý của Đại Đức Thích Nhuận Đức. Ông từng nói, khi cúng dường không cúng thì thôi, mà đã cúng thì cúng đồ ngon. Bộ thầy chùa không biết ăn ngon hay sao? Và trong một lần thăm một bà cụ, ông kể lại, mình vô mình hỏi, bà cụ, khỏe không cụ? Bà nói, chết mẹ mày chớ khỏe. Các phát ngôn này đã vi phạm các quy tắc thuyết giảng của Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và được xác định là sai với tôn chỉ, giáo lý, giáo luật Phật giáo. Thông báo số 223 do Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký, nêu rõ, các phát ngôn và thuyết giảng này đã làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hành động của Đại Đức Thích Nhuận Đức không chỉ làm tổn thương đến người nghe trực tiếp mà còn gây ra sự hoang mang và mất niềm tin trong cộng đồng Phật tử và xã hội. Những câu chuyện và lời nói thô tục, thiếu tế nhị trong các buổi thuyết giảng đã làm mất đi sự trang nghiêm và tinh thần từ bi của Phật giáo. Ngoài ra, những lời bình luận về việc cúng dường và đối xử với Phật tử cũng cho thấy một phần sự lệch lạc trong cách nhìn nhận và truyền đạt giáo lý của Đại Đức Thích Nhuận Đức. Sự việc này là một bài học lớn cho giáo hội trong việc giám sát và đào tạo các nhà sư, đảm bảo rằng họ tuân thủ đúng tôn chỉ, giáo lý và giáo luật của Phật giáo. Phản ứng của cộng đồng Phật giáo trước những hành động của Đại Đức Thích Nhuận Đức rất rõ ràng và mạnh mẽ. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng và kêu gọi giáo hội có biện pháp xử lý nghiêm khắc. Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, các phát ngôn của Đại Đức Thích Nhuận Đức đã làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban trị sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành xác minh và yêu cầu Đại Đức Thích Nhuận Đức viết thư sám hối và xin lỗi. Việc này cho thấy sự quyết tâm của giáo hội trong việc giữ gìn sự trong sạch và uy tín của Phật giáo Việt Nam. Để khắc phục những hệ lụy từ những phát ngôn sai trái, Đại Đức Thích Nhuận Đức đã viết thư sám hối và xin lỗi, đồng thời cam kết sẽ không tái phạm. Tuy nhiên, sự việc này đã để lại một dấu ấn không tốt trong lòng cộng đồng Phật tử và xã hội. Các nhà sư cần nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc duy trì sự trang nghiêm, từ bi và tôn trọng trong mọi hành động và lời nói của mình. Việc một nhà sư nổi tiếng có những phát ngôn và hành động không phù hợp đã làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh và uy tín của Phật giáo Việt Nam. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về việc quản lý và giám sát các hoạt động thuyết giảng trong giáo hội. Sự việc của Đại Đức Thích Nhuận Đức không chỉ là một vấn đề cá nhân mà còn là một vấn đề chung của toàn thể giáo hội. Trong tương lai, việc đào tạo và giám sát các nhà sư cần được chú trọng hơn nữa để tránh những vụ việc tương tự xảy ra, góp phần duy trì và phát triển niềm tin của cộng đồng Phật tử và xã hội đối với Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển và công nghệ thông tin ngày càng lan rộng, việc các nhà sư sử dụng ngôn ngữ và hành động một cách cẩn trọng là vô cùng quan trọng để duy trì sự tôn nghiêm và uy tín của Phật giáo.
các phát ngôn không phù hợp của Đại đức Thích Nhuận Đức đã gây ra sự hoang mang và mất niềm tin trong cộng đồng Phật tử và xã hội. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về việc quản lý và giám sát các hoạt động thuyết giảng trong giáo hội. Sự việc của Đại đức Thích Nhuận Đức không chỉ là một vấn đề cá nhân mà còn là một vấn đề chung của toàn thể giáo hội. Trong tương lai, việc đào tạo và giám sát việc thuyết giảng của các nhà sư cần được chú trọng hơn nữa. Để tránh những vụ việc tương tự xảy ra, góp phần duy trì và phát triển niềm tin của cộng đồng Phật tử và xã hội đối với Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngày 30 tháng 6, một nguồn tin cho biết Đại đức Thích Nhuận Đức cư trú tại Tổ đình Hộ Pháp, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngoài việc có thư xin lỗi và sám hối gửi đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tôn Đức Lãnh đạo Phật giáo, Nam Tông Khmer, Ban Thường trực, Ban Trị sự Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đồng bào dân tộc Khmer, ông Thích Nhuận Đức đã gỡ những bài giảng mang tính nhạy cảm trong trang cá nhân của chùa xuống hết sau ngày 4 tháng 6 năm 2024, thời điểm ông Nhuận Đức bị Trung ương Giáo hội kỷ luật. Đại đức Thích Nhuận Đức vi phạm quy tắc thuyết giảng của Ban Hoằng pháp Trung ương. Liên quan những video thuyết giảng, nghi lễ do Đại đức Thích Nhuận Đức trên không gian mạng bị dư luận phản ánh, ngày 4 tháng 6, lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, lãnh đạo các Ban Hoằng pháp, Pháp chế, Kiểm soát, Thông tin Truyền thông và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có buổi làm việc với Đại đức Thích Nhuận Đức tại Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Cổng Thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, buổi làm việc đi đến kết luận. Các phát ngôn, nội dung thuyết giảng của Đại đức Thích Nhuận Đức sai với tôn chỉ, giáo lý, giáo luật Phật giáo, đồng thời vi phạm các quy tắc thuyết giảng của Ban Hoằng pháp Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau khi xem xét, đánh giá và chỉ ra các sai phạm, Đại đức Thích Nhuận Đức đã xin sám hối chư tăng và giáo hội. Theo thông báo số 223 do Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký, nêu rõ, các phát ngôn và thuyết giảng này đã làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Do vậy, Đại đức Thích Nhuận Đức bị giáo hội nghiêm cấm không được thuyết giảng trong mọi hình thức trong một năm. Bên cạnh đó, Đại đức Thích Nhuận Đức phải sám hối chư tăng và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đồng thời, bị kỷ luật biệt chúng Tổ đình Hộ Pháp, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Ban Pháp chế Trung ương, Ban Kiểm soát Trung ương và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát việc thi hành kỷ luật đối với Đại đức Thích Nhuận Đức trong vòng một năm. Sau một năm, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo về đạo hạnh, việc hành trì oai nghi, giới luật của Đại đức Thích Nhuận Đức. Từ việc Đại đức Thích Nhuận Đức bị kỷ luật biệt chúng Tổ đình Hộ Pháp, dư luận đặt ra câu hỏi, vậy hình thức kỷ luật này là gì? Theo đó, biệt chúng sám hối là hình thức sám hối đối với tu sĩ Phật giáo khi vi phạm giới luật, giáo luật, tách biệt với mọi người, không được tham dự bất kỳ một nghi lễ, thời khóa nào tại chú xứ, không được giao thiệp với bất kỳ ai. Khoảng thời gian biệt chúng sám hối là khoảng thời gian tu sĩ suy xét những việc đã làm, ăn năn nhận lỗi và khởi tâm hối lỗi, quyết không tái phạm trước khi được xử lý bởi đại tăng, tăng đoàn, các cấp quản lý. Trong quản lý tăng chúng tu sĩ, giới luật là phương tiện tối ưu nhằm mục đích ổn định tăng đoàn, giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của Phật giáo. Nếu không nương vào giới luật thì khó giữ gìn đoàn thể tăng giả. Giới luật phải luôn luôn được áp dụng vào đời sống sinh hoạt tăng ni. Vì lẽ, giới luật là sức sống để duy trì mạng mạch Phật Pháp, mạng mạch của tăng giả. Bên cạnh giới luật là giáo luật, trong đời sống sinh hoạt của tăng đoàn, giáo luật phải nương vào giới luật để giáo hóa tăng ni nhằm giúp họ sửa đổi. Giáo luật trong sinh hoạt của tăng giả là để giới luật được sáng rõ hơn nhưng phải theo khuôn phép, mực thước. Giới luật là do Đức Phật chế định, giới luật có giá trị tuyệt đối là mực thước, không ai được quyền sửa đổi hay làm khác đi. Việc tu sĩ phạm giới luật tức là làm xấu đi hình ảnh của người sứ giả Như Lai, làm hư hoại thanh danh Phật giáo. Vì vậy, trước khi tăng chúng cử tội, vị tu sĩ phạm phải giới luật cần phải sám hối biệt chúng. Từ đó, nhận ra lỗi lầm của mình để sửa và tách bạch trước tăng chúng, để cử tội theo đúng luật Phật và hiến chương quy định. Lý do Thượng tọa Thích Chân Quang bị cấm thuyết giảng 2 năm.
Ngay sau khi Đại đức Thích Nhuận Đức bị kỷ luật, thì sự việc Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị thẩm tra, rà soát, xác minh những phát ngôn, thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang, Bà Rịa Vũng Tàu lại lần nữa khiến dư luận xôn xao. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, Thượng tọa Thích Chân Quang đã phát ngôn trong một số clip lan truyền trên mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam, sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y Tam Bảo của Phật giáo. Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị ra soát, thẩm tra và xác minh, trong trường hợp nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm minh. Thời gian gần đây, nhiều cá nhân và trang mạng xã hội đã có những tranh cãi liên quan tới một số nội dung thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang, Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Phật Quang, Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó, đa số các tranh luận hướng tới những lý giải về nhân quả mà Thượng tọa Thích Chân Quang đã giảng trong nhiều chủ đề ở nhiều đạo tràng thính pháp khác nhau. Đó có thể là tuyên bố về quả xấu của hát karaoke, tuổi trẻ đi du lịch hay nằm võng. Thầy cũng khẳng định không được thờ Phật khi ở chung cư, cùng nhiều nội dung gây ra phản ứng trái chiều. Chẳng hạn thầy nói, cái võng là nơi tiêu diệt hết công đức của chúng sinh, rồi thầy lý giải, sau lúc nằm võng, nhất là nằm gần đường, tất cả mọi người đi qua trên đường trong ngày đó bị mình đạp bàn chân vô mặt hết, đền bao nhiêu phước mình đổ xuống sông sạch hết là vì vậy. Kể về việc ma đói mà còn không nói được, Thượng tọa Thích Chân Quang giải thích, đó là do lúc sống đã dùng giọng nói chửi bậy, phỉ báng kinh điển và hát karaoke. Thầy khẳng định, cho nên ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết là ma câm. Khoan bản chuyện đúng sai ở đây, nhân quả dây nhãn quang của thầy, nó mang màu sắc tiêu cực, hù dọa, khiến người ta sợ hãi, bối rối và thậm chí là ác cảm với đạo Phật. Vô tình, thầy biến giáo lý đạo Phật thành một cơn ác mộng mang tên tổn phước mà nghe tới ai cũng sợ. Nhiều Phật tử khác cũng đồng quan điểm như vậy khi cho rằng một số thuyết giảng và lý giải về nhân quả của Thượng tọa Thích Chân Quang sẽ gây hiểu lầm và khiến người ta sợ hãi hơn là tìm đến sự an lạc. Về những phát ngôn gây tranh cãi thời gian gần đây của Thượng tọa Thích Chân Quang, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn hướng dẫn, cổ vũ, khuyến tấn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tăng ni, Phật tử và mọi người trong xã hội bày tỏ niềm tin, thực hành giáo pháp, kính ngưỡng, phụng hành lời dạy của Đức Phật, tu tập các pháp môn của đạo Phật theo đúng chính pháp, giới luật Phật chế cũng như phải tuân thủ theo pháp luật nhà nước. Giáo hội tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cũng như quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo, thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo của tất cả mọi người dân. Đồng thời, giáo hội có trách nhiệm xử lý các tổ chức, cá nhân có những phát ngôn, thông tin truyền thông có nội dung xuyên tạc, thiếu chính xác, thiếu khách quan liên quan đến Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước sự việc trên, thời gian gần đây, dư luận xôn xao về một số phát ngôn của Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang, Bà Rịa Vũng Tàu. Đa số các tranh luận hướng tới những lý giải về nhân quả mà Thượng tọa Thích Chân Quang đã giảng trong nhiều chủ đề, ở nhiều đạo tràng thính pháp khác nhau. Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhằm thẩm tra, rà soát, xác minh về những phát ngôn, thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang bị dư luận phản ánh. Đó là những phát ngôn trong một số clip lan truyền trên mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam. Sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y Tam Bảo của Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị rà soát, thẩm tra và xác minh, trong trường hợp nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm minh. Ngày 19 tháng 6, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết đã ký kết luận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc xử lý kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang. Thượng tọa Thích Chân Quang là trụ trì Thiền Tôn Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vừa qua, Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhận được các văn bản và đơn thư của cộng đồng Phật tử, nhân dân cũng như những thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, báo chí và mạng xã hội phản ánh về nội dung những bài giảng pháp của Thượng tọa Thích Chân Quang. Theo đó, những bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang gây hoang mang trong xã hội, phản ứng của cộng đồng làm suy giảm niềm tin Phật Pháp và ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội. Ngày 18 tháng 6, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, lãnh đạo các ban, Hoàng Pháp,
pháp chế, kiểm soát, thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã họp, xem xét sự việc với sự tham dự của Thượng tọa Thích Chân Quang. Sau khi thẩm tra các ý kiến, đánh giá nội dung của các video thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang và ý kiến các đại biểu dự họp, Ban Thường trực Hội đồng trị sự khẳng định một số nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả của Thượng tọa Thích Chân Quang không đúng chánh pháp, gây hoang mang trong xã hội. Ban Thường trực Hội đồng trị sự quyết định kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang như sau: không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Thiền Tôn Phật Quang và Thượng tọa Thích Chân Quang phải thu hồi tất cả các phái quy y Tam Bảo có nội dung tự sửa một trong năm giới, không đúng với giới luật ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo, gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội. Thượng tọa Thích Chân Quang và Ban Quản lý Thiền Tôn Phật Quang phải chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng, chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh, thành phố. Không đưa các bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian Thượng tọa Thích Chân Quang nhập thất sám hối tại Thiền Tôn Phật Quang. Do Ban Tăng sự Trung ương, Ban Pháp chế Trung ương, Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát việc thi hành kỷ luật trong thời gian 2 năm. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có trách nhiệm hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng, ni đang tu tập tại Thiền Tôn Phật Quang được ổn định theo đúng hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.